Bất động sản Đại Long xin kính chào quý anh chị. Ngày hôm nay, Bất động sản Đại Long xin gửi đến quý anh chị video giới thiệu về khu đô thị Mỹ Hưng Senco 5 Mường Thanh. Khu đô thị Mỹ Hưng Senco 5 Mường Thanh nằm ở phía nam thủ đô Hà Nội, có tổng diện tích 192,66 ha. Thuộc địa bàn xã Cự Khê, xã Mỹ Hưng, xã Tam Hưng, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Trong đó diện tích khu đô thị Mỹ Hưng Senco 5 khoảng 182 ha. Diện tích đường trục phía nam khoảng 10,66 ha. Dân số khu đô thị khoảng 25.000 người. Chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần phát triển địa ốc Senco 5, gọi tắt công ty Senco 5 Land, thuộc sở hữu bởi tập đoàn Mường Thanh. Vị trí khu đô thị Mỹ Hưng Senco 5 Mường Thanh. Phía bắc giáp khu đô thị Thanh Hà và khu dân cư hiện hữu. Phía đông giáp khu dân cư xã Mỹ Hưng. Phía nam giáp tuyến đường kết nối đường trục phía nam với trại tạm giam. Phía tây giáp đường vành đai 4 và khu dân cư xã Cự Khê. Đường vành đai 4 giao cắt với đường trục phía nam tại km 45 dấu cộng 70. Có mặt cắt ngang rộng 120m. Khu đô thị Mỹ Hưng rất đặc biệt khi nằm giữa hai tuyến đường huyết mạch của thành phố Hà Nội. Trong tương lai khi đường vành đai 4 và đường trục phía nam hoàn thành, cư dân khu đô thị Mỹ Hưng Senco 5 và nhân dân hai bên tuyến đường sẽ đi lại rất thuận lợi. Chủ đầu tư dự án khu đô thị Mỹ Hưng Senco 5 Mường Thanh là công ty cổ phần phát triển địa ốc Senco 5, gọi tắt là Senco 5 Land, thuộc tập đoàn Mường Thanh. Nhắc đến tập đoàn Mường Thanh, không thể không nhắc đến chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Việt Nam, đó là khách sạn Mường Thanh Hotel. Tập đoàn Mường Thanh cũng nổi tiếng với cương vị là chủ đầu tư hàng loạt các dự án như khu đô thị Sala, khu đô thị Đại Thanh, chung cư Kim Văn Kim Lũ, chung cư Linh Đàm. Tại các vùng du lịch trọng điểm, Mường Thanh cũng xây dựng các tòa nhà chung cư tại Đà Nẵng, Nha Trang. Ngoài mảng khách sạn và các dự án bất động sản trải dài trên cả nước, tập đoàn Mường Thanh cũng tham gia nhiều lĩnh vực khác như công viên Safari Mường Thanh, bệnh viện Diễn Châu, trung tâm giải trí VIC, v.v. Khu đô thị Mỹ Hưng Senco 5 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây trước đây đã phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 480 chia QĐ đến Ủy ban Nhân dân ngày 4 tháng 3 năm 2008. Khu đô thị Mỹ Hưng Senco 5 là dự án đối ứng của dự án đầu tư, dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đầu tư số 15 chia BK huyện đến GC, NFTTN. Chứng nhận hai bên, gồm Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông Nam và doanh nghiệp BT, công ty cổ phần phát triển địa ốc trên cầu Nam thực hiện dự án đầu tư, dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng xây dựng đến chuyển giao áp dụng cho nhà đầu tư trong nước. Sau khi tỉnh Hà Tây sát nhập vào Hà Nội, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có thông báo số 554 chia TB đến VP ngày 23 tháng 11 năm 2020 cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị Mỹ Hưng đến Senco 5 để đảm bảo dự án phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị EC4 được duyệt. Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có thông báo số 527 chia TB đến VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn về xử lý các tồn tại vướng mắc dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án đầu tư khác để hoàn vốn dự án đầu theo hợp đồng. Tiếp đó, ngày 20 tháng 12 năm 2022, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo số 618 chia TB đến VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về xử lý các tồn tại vướng mắc thủ tục đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT. Do Sở Giao thông Vận tải chủ trì, Sở Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố gia hạn hợp đồng BT. Nhà đầu tư khẩn trương tiếp tục thực hiện ngay việc thi công xây dựng đối với 9 km đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đã bàn giao mặt bằng. Sở Quy hoạch đến kiến trúc điều chỉnh tiến độ quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án khu đô thị đối ứng các dự án đầu tư. Như vậy, hiện nay việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị Mỹ Hưng Senco 5, tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, cho phép về chủ trương. Trong thời gian tới, Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Senco 5 và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 khẩn trương thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và góp ý của Sở Quy hoạch Kiến trúc để có cơ sở thẩm định và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thông tin mới nhất về khu đô thị Mỹ Hưng Senco 5 Mường Thanh chính là ngày 19 tháng 9 năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức định vị các mốc trên bản đồ và ngoài thực địa để Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai, Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Senco 5 nghiên cứu xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, kiểm đếm, phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Đường
vành đai 4 đi từ điểm giao cắt đường trục phía Nam về hướng quốc lộ 21B. Bên tay phải là khu đô thị Mỹ Hưng, bên tay trái là cánh đồng xã Bình Minh, huyện Thanh Oai. Tiếp đến là đường kết nối xã Bình Minh với đường trục phía Nam Senco 5. Xa xa góc màn hình bên tay phải chính là thôn Khê Tăng, xã Cự Khê. Quý anh chị có thể nhìn rõ khu đô thị Thanh Hà với các tòa nhà chung cư và hồ cảnh quan. Toàn cảnh khu đô thị Mỹ Hưng Senco 5 Mường Thanh nhìn từ trên cao. Trên đây là toàn bộ nội dung video khu đô thị Mỹ Hưng Senco 5 Mường Thanh do Bất Động Sản Đại Long thực hiện. Mọi thông tin chi tiết, quý anh chị có thể liên hệ Bất Động Sản Đại Long. Địa chỉ khu B2.1 biệt thự 16 lô 1 khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội. Hoặc quý anh chị có thể truy cập website đailonglan.com. Bất Động Sản Đại Long rất mong nhận được những ý kiến phản hồi của quý anh chị để ngày một hoàn thiện hơn. Bất Động Sản Đại Long xin chào và trân trọng cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và ủng hộ video.